lá đây nó ăn à? Bác kể cho cháu nghe về trường hợp cận thị xem nào. Vâng. Thế là cô này là cháu bị cận từ nhỏ. Minh, à, 5 cháu tuổi. À. Nhà số cháu nhà 6 ngõ 68 cầu Giấy. À. Phường Quan Hoa. À. Cháu bác sĩ Ngọc nói là bị cận bẩm sinh. À. Không bao giờ chữa được thì đeo kính cho đến năm 18 tuổi thì về mổ. Cháu bị cận từ khi nào? Từ nhỏ à? Từ 3 tuổi. 3 tuổi. Vì là đi khám đã bị mấy độ rồi bác? Coi như là mẹ thì bảo là 9 độ rồi. Ui phải dồi. Có kính thì mới nhìn thấy, không kính không nhìn thấy. Yeah. Thế là hai con sâu. Thế nghe tin cụ ở đây chữa được cận, thế là bà nội là quyết định đưa về chữa bằng diện chẩn đấy. Bà nội là cho đi chữa cận bằng diện chẩn. Thì hết tuần này là tròn 1 tháng. Hết tuần này tròn 1 tháng. À. Thì cháu giờ xuống hôm vừa rồi kiểm 3 tuần to thì, 3 tuần vừa rồi kiểm tra cho cháu thì mắt phải thì xuống 6 phần 10. Giờ còn 6 mắt phần trái, 10 không? Mắt trái còn 5 phần 10. 5 phần 10. Về đây cụ bảo là không phải bị cận bẩm sinh. Vâng. Đó là bị nhược thị. Nhược thị. Và cũng cho cháu đi khám ở bệnh viện mắt quốc tế Việt Nga đấy. Vâng. Là rõ ràng ra rồi là về đây cháu bị nhược thị này, bị loạn thị này. Vâng. Cận thị thì ít. Vâng. Thế thì tuần thứ 3 hôm vừa rồi là về Thái Bình này, kiểm tra cho cháu. Vâng. Thì hôm 2 tuần thì xuống cháu xuống 7,25. Ừ. Mắt phải 7,25, mắt trái còn 5,25. Tức là từ 9 độ sau 3 tuần bấm diện chẩn bây giờ còn 7,25. Vâng. Còn sau 3 tuần hôm vừa rồi về Thái Bình bấm diện chẩn thì mắt phải của cháu xuống 6,6, còn mắt trái xuống 5, à trước là 9,7, trước 9 sau 3 tuần. Trời ơi. Đấy. Đấy. À. Đấy là giờ cháu xuống mức độ vậy mà giờ cháu nhìn cháu cái chữ hàng chữ ghế đồng tiến này cháu đọc cháu dịch được rồi. À, hôm nọ này không dịch được, phải có kính mới dịch được mà cháu phải nheo mắt mới nhìn được tivi. Bây giờ là cháu không phải nheo mắt nữa rồi. À thế ạ. Con là mấy tuổi rồi ạ? Đây. Con mấy tuổi rồi con? Con 5 tuổi à? Con 5 tuổi. Giờ mắt con nhìn rõ chưa? Bác hỏi con nhìn rõ chưa? Con chưa. Giờ là không phải nheo mắt nữa đúng không? Không phải nheo mắt nữa rồi. À, từ 9 độ xuống còn có 5 độ. Không có kính là cháu không đọc. Ba bác cho của bác tép vô lá đi để cho bác tép cầm. Bác chúc mừng con nhá. À, chúc mừng con nhá. May quá là gặp diện chẩn bây giờ. Từ 9 độ xuống còn 5 độ sau 3 tuần. Vâng. Thế rồi con bị gì con? Cháu bị nát. Nát à? Cũng là cháu bà. Không. À.